Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Khỏe để sống vui, nơi mà chúng ta sẽ cùng thảo luận về các vấn đề sức khỏe rất đáng chú ý cùng với sự tư vấn và chia sẻ đến từ các chuyên gia y tế và các vị khách mời của chương trình. Vâng, khi mà chúng ta nói về mất ngủ thì tôi nghĩ rằng đây có lẽ là một cái tình trạng mà rất nhiều người gặp phải trong cuộc sống, đặc biệt là với cái cuộc sống mà hiện đại là tất bật hối hả, với rất nhiều những công việc của chúng ta, đôi khi chúng ta gặp phải tình trạng stress nè. Vậy thì nguyên nhân do đâu và làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được tình trạng mất ngủ đây? Và để cùng tham gia chương trình với Việt Cường có mặt tại trường quay ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Thùy Huệ, là phó trưởng phòng điều trị tâm thần người già, Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Và bên cạnh đó là sự có mặt của một gương mặt rất quen thuộc với khán giả truyền hình trên các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, đó chính là MC Ngô Mai Phương ạ. Vâng, và không biết là Mai Phương với cường độ làm việc như thế này cũng như là bạn rất là đa năng với rất nhiều vai trò thì đã bao giờ bạn đã gặp phải cái tình trạng mất ngủ hay chưa? Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi. Khi mà cái công việc của em nó quá bận bịu thì nhiều khi là có những hôm thì phải ghi hình đến 1-2 giờ sáng, hoặc là có những cái công việc mà mình gần như là mình sẽ không có điều kiện mà được ngủ đủ giấc. Thì thành ra nó tạo thành một cái thói quen, nên là những cái ngày bình thường của em là rất là hay bị mất ngủ. Ví dụ như là muốn ngủ sớm không được, lúc nào cũng trằn trọc đến khoảng 2 giờ sáng thì mới ngủ được. Vậy thì cái tình trạng nó có kéo dài không Phương, hay là nó chỉ diễn ra một khoảng thời gian ngắn thôi? Em bị kéo dài khá là lâu. Tức là ví dụ như phải sau khi một khoảng thời gian mình nghỉ ngơi và mình điều chỉnh lại thì may ra là ổn được một thời gian, nhưng khi đi làm lại là lại bị như thế. Và buổi sáng ấy ạ, thì em đi làm sớm, nhưng mà tối hôm trước thì em không thể nào ngủ sớm được, dù có thể là cả cái ngày hôm đấy em rất bận hoặc em rất mệt, nhưng mà đến tối về thì cứ bị quá giấc, đến 2 giờ 3 giờ mới ngủ được. Dạ, với cái tình trạng như của Ngô Mai Phương đây thì thưa bác sĩ Đoàn Thùy Huệ, không biết có phải đây là cái biểu hiện của cái tình trạng bệnh mất ngủ hay không ạ? Đây là một trong các triệu chứng của rối loạn giấc ngủ. Như chúng ta thấy là cái mất ngủ nó là một trong các cái triệu chứng rất là phổ biến của nhiều bệnh lý. Như bạn nói là bạn thường phải 2-3 giờ đêm bạn mới ngủ được, và ngày hôm sau thì bạn không có thời, cũng không, ban ngày bạn cũng không buồn ngủ, thì đấy là một trong các cái dấu hiệu của bệnh mất ngủ. Thường thì cái tình trạng mất ngủ kéo dài trong bao lâu mình xem là một bệnh lý thưa bác sĩ? Tại vì tôi biết là có những người sẽ bị mất ngủ trong những cái giai đoạn nhất định, có thể là họ bị 1 tuần 2 tuần, hay là 1 tháng 2 tháng, hoặc là một cái thời gian ngắn hơn nữa, thì liệu đó có phải xem là một bệnh lý hay không? Như chúng ta biết là cái mất ngủ là một triệu chứng của rất nhiều bệnh của chuyên khoa tâm thần, nên chính vì thế nếu mà nó chỉ làm bệnh mất ngủ đơn thuần thì nó phải có tiêu chuẩn rõ ràng theo ICD-10, quy định là mất ngủ trong vòng thời gian là 3 lần một tuần và kéo dài trong vòng 3 tháng liên tiếp thì người ta được gọi đấy là bệnh mất ngủ. Còn nếu mà chỉ mất ngủ trong vòng 1 tuần, 2 tuần nhưng nó kèm theo các triệu chứng khác nữa, hồi hộp, bồn chồn, căng thẳng, lo lắng, không tập trung, thì đấy nó lại là bệnh lo âu. Hiện nay thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái nguyên nhân của mất ngủ được chia sẻ, như là những người bận rộn như Ngô Mai Phương chẳng hạn, hoặc là những người mà phải làm những chương trình sáng như tôi chẳng hạn, thì chúng tôi hay nói là đôi khi là bị áp lực công việc stress quá, đúng không Mai Phương? Thì vậy thì không biết bên cạnh cái áp lực công việc stress khiến cho chúng ta mất ngủ thì còn những cái nguyên nhân nào khác khiến cho mọi người gặp phải cái tình trạng mất ngủ hay không thưa bác sĩ? Rồi, thì như chúng ta thấy là cái mất ngủ nó có rất là nhiều nguyên nhân, nguyên nhân khách quan từ bên ngoài tác động vào, như ví dụ như là do công việc này, do thói quen này, do stress này. Ngoài cái những cái nguyên nhân đấy ra thì có thể một cái nguyên nhân khác nữa mà nó mang tính chất là chuyên sâu hơn, ví dụ là do những cái bất thường về cấu trúc của não, do những bất thường của cái chất dẫn truyền thần kinh, và do những cái bệnh lý về mặt cơ thể là sẽ dẫn tới những cái rối loạn giấc ngủ. Vậy thì những cái triệu chứng của mất ngủ mà chúng ta dễ nhận thấy nhất là gì, và cái hệ lụy nếu như mà chúng ta để mất ngủ kéo dài nó sẽ tác động đến chất lượng cuộc sống của mình ra sao? Như chúng ta thấy là những cái dấu hiệu của mất ngủ là thí dụ này, bình thường theo thói quen mình sẽ tầm khoảng 10 giờ 10 rưỡi mình phải lên giường đi ngủ. Thế nhưng mà mình nằm trằn trọc mãi không ngủ được, thí dụ như bạn Mai Phương 2 giờ đêm mới ngủ được, đấy là một dấu hiệu. Cái tiếp theo là mình đang ngủ rồi nhưng mà mình không liền mạch được, và cứ thỉnh thoảng có tiếng động nhẹ mình lại tỉnh dậy, hoặc là có những người gặp ác mộng, hoặc là có những cái giấc mơ triền miên. Hoặc nữa là người ta thức dậy rất là sớm, thí dụ bình thường mình cứ 6 giờ sáng mình tỉnh dậy. Nhưng những người rối loạn giấc ngủ ta thể 4 giờ sáng người ta tỉnh dậy, và sau đấy người ta không tiếp tục cái giấc ngủ được. Thì đấy là một trong những cái triệu chứng của cái mất ngủ thường gặp nhất. Khi mà mất ngủ kéo dài thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Ví dụ như là chúng ta thấy là khi một đêm chúng ta không ngủ đủ giấc, thí dụ người trẻ thì mình thường là ngủ từ 6 cho đến 8 tiếng một ngày. Nhưng nếu mà một đêm mình ngủ từ 2 giờ mà đến 6 giờ bạn đã đi làm rồi thì chắc chắn ngày hôm sau bạn rất là mệt mỏi, uể oải. Cái chất lượng công việc của bạn sẽ không tốt, hiệu quả năng suất làm việc nó sẽ giảm sút. Nặng hơn nữa, thí dụ như là cho chuyên ngành của chúng tôi có thể để lại những cái bệnh lý, thí dụ như là rối loạn liên quan stress này, lo âu này, trầm cảm này. Còn nếu mà những người lớn tuổi hơn một chút, người ta có những bệnh lý cơ thể thì mình thấy rõ ràng là những bệnh lý về huyết áp, về tiểu đường, rồi tim mạch,
chắc chắn nó sẽ liên quan với bệnh lý về tim, về giấc ngủ. Nên chính vì thế nó để lại những hậu quả rất là nặng nề. Nên khi mình có những vấn đề về giấc ngủ thì chắc chắn mình cần có phải sự can thiệp. Không biết là Mai Phương khi mà bị mất ngủ nó ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc và cuộc sống của bạn như thế nào? Cái hôm mà bị mất ngủ ấy, thì ngày hôm sau buổi sáng cũng rất là hay bị buồn ngủ. Tức là ví dụ làm việc là mình kiểu mình không tập trung được này, rồi hay bị sai sót này. Chưa kể là mặt mũi lúc nào nhìn nó không được tươi tắn, nhìn trong tình trạng buồn ngủ, nhất là buổi sáng ấy. Thường là những cái hôm mà em bị mất ngủ thì sáng dậy là công việc sẽ không được hiệu quả so với buổi chiều. Phương có bao giờ nghĩ là bạn sẽ đi thăm khám một bác sĩ nào đó về cái tình trạng mất ngủ của mình không? Hay là mình cố gắng là nếu mà mình mất ngủ thì hôm sau mình sẽ nhắm mắt lại, mình cố mình đi ngủ thôi? Nhiều khi những cái người trẻ như em ấy là không nghĩ đến cái việc đi khám đâu. Có thể là người lớn tuổi, ví dụ mẹ em mà bị mất ngủ là em sẽ cho đi khám ngay. Nhưng ví dụ như mình nghĩ là thôi, trẻ này nhiều khi là do mình còn phải stress, mình suy nghĩ nhiều thứ nên là mình không ngủ được. Xong rồi hôm sau ví dụ chưa rảnh là mình sẽ ngủ bù, ví dụ như thế. Có những cái suy nghĩ như thế thì vâng ạ, em nghĩ là chắc là nhiều bạn trẻ cũng suy nghĩ như em. Vâng, đối với tình trạng cũng như là Mai Phương chia sẻ thì không biết là nó có tốt hay không, khi mà chúng ta thường là các bạn trẻ sẽ nghĩ rằng là mình bị mất ngủ thì mình cứ cố gắng ngủ bù vào những ngày hôm sau và ít có cái sự đi thăm khám, thưa bác sĩ. Quan điểm đấy thì không nên. Khi chúng ta cũng có dấu hiệu về mất ngủ thì chúng ta nên đi thăm khám bác sĩ để mình tìm được là nguyên nhân và mình điều trị cho nó dứt điểm. Thế thí dụ như là mình cũng hiểu là những bạn trẻ như Mai Phương thì các bạn thấy là các bạn xác định được nguyên nhân là do stress, do áp lực công việc nó dẫn đến mất ngủ. Nhưng cái mà có các bạn ấy có thể là ban đêm bạn ngủ ít nhưng ban ngày các bạn vẫn ngủ bù và các bạn thấy là cái hậu quả để lại nó chưa thực sự nặng nề nên các bạn chưa biết được là mình phải đi khám. Thêm một thời gian nữa, lúc giờ bạn sẽ có những cái biểu hiện khác nữa, thí dụ như là mệt mỏi rất là nhiều, sút cân rất nhiều, rồi bắt đầu căng thẳng, lo lắng, bồn chồn, chán nản, mọi thứ lúc bây giờ thì giai đoạn đấy là nó lại hơi nặng một chút rồi. Nên là khi mà có dấu hiệu thì các bạn nên đi thăm khám. Không biết là khi mà đã bị mất ngủ như thế thì Mai Phương đã khắc phục cái tình trạng mất ngủ của mình như thế nào và đến bây giờ thì có hiệu quả chưa hay là bạn vẫn còn mất ngủ? Khắc phục thì chắc là cũng phải điều chỉnh lại cái công việc của Phương. Ví dụ như bình thường thì em là một cái người mà sẽ tham công tiếc việc, có thể là làm đến rất là muộn. Nhưng mà cái khoảng thời gian sau khi mà mình cảm thấy là mất ngủ thì bị sụt cân. Ngày xưa là em có 4-3 cân thôi, bây giờ là 5-3 cân. Thế khoảng thời gian đấy là mình cũng bị thay đổi nhịp sinh học, cũng do đợt dịch nữa nên là mình ngủ lung ta lung tung trong ngày ấy, không chưa kể là đi làm hay nhận việc vào buổi tối hay đi quay vào buổi tối. Nhưng mà bây giờ thì em đã hạn chế hơn và cái việc mà phải sắp xếp công việc là em sẽ chỉ nhận những cái job, những cái công việc ban ngày thôi. Còn buổi tối là thường như là em sẽ không đi làm. Đó, và để cho buổi tối mình có thể có thời gian ăn uống, giải trí rồi đi ngủ. Sau đấy thì mình cũng tập trung là điều chỉnh cái chế độ ăn uống nữa. Em thấy là ví dụ như buổi tối ý, em cũng tìm hiểu trên mạng thôi, là ví dụ như là mình mà ăn những cái thực phẩm chức năng khó tiêu hóa thì mình sẽ dễ mất ngủ hơn. Thế là em nghĩ là buổi tối mình ăn gì nhẹ bụng một chút thì đi ngủ nó sẽ dễ hơn và đặc biệt không béo bụng nữa. Nhiều tác dụng. Thế thì sau đấy là em cũng đỡ bị mất ngủ, tức thay vì là ngủ muộn đến khoảng 2-3 giờ mình mới ngủ thì bây giờ khoảng 12 giờ hoặc là 12 rưỡi là mình có thể đi ngủ rồi. Đó, thì nó cũng dần dần, còn bây giờ thì chưa hoàn toàn thay đổi được nhưng em nghĩ là nó cũng là cái điều khả thi rồi. Không biết là với những cái chia sẻ của Mai Phương về cái cách khắc phục tình trạng mất ngủ của bạn ấy thì đã hợp lý hay chưa bác sĩ, và chúng ta có thể là áp dụng được đối với nhiều người hay chưa? Để khắc phục cái tình trạng mất ngủ thì mình cũng phải dựa vào nguyên nhân. Thế nhưng mà thông thường như thế này, khi mà mình có vấn đề với giấc ngủ thì bao giờ mình cũng phải xem lại là cái thói quen ăn uống, sinh hoạt, làm việc của mình đã phù hợp chưa. Thí dụ như ăn uống thì mình phải là chọn những loại thực phẩm như thế nào, hoa quả này, rau xanh này, hạn chế những cái loại thực phẩm đồ ăn nhanh này, chiên xào rán này. Và như bạn Phương nói rất là đúng, buổi tối mình không nên ăn những loại đồ ăn khó tiêu, nó cũng sẽ ảnh hưởng giấc ngủ. Hoặc là buổi tối mình không nên uống quá nhiều nước. Hoặc đặc biệt hơn nữa là không nên sử dụng chất kích thích vào buổi tối. Đặc biệt là như thế, những người nhạy cảm thì kể cả ban ngày người ta cũng không dám uống. Đấy là về ăn uống. Còn nữa là các bạn thấy là cái giấc ngủ, trước khi đi ngủ các bạn phải có một cái thói quen, nhất là các bạn trẻ, dùng máy tính này, iPad này hoặc là điện thoại để lướt Facebook chẳng hạn, thì đấy là một cái thói quen rất không tốt. Đấy, cái ánh sáng xanh từ những cái phương tiện điện tử đấy nó sẽ làm cho mình rối loạn giấc ngủ. Nên là phải bỏ luôn cả những cái thói quen đấy. Cái thói quen là ngủ bù đấy là cũng không nên, không được thực hiện đấy. Nếu hôm nay mình đã ngủ kém rồi thì ngày hôm sau mình phải thức để cho mình
cái giấc ngủ ngày hôm sau tiếp theo nó phải tốt. Vậy là mình phải nên cố gắng có một cái giờ nhất định để đi ngủ. Thí dụ với hôm nay tôi đi làm về sớm tôi ngủ từ 9 giờ, ngày hôm sau tôi làm về muộn tôi ngủ từ 1-2 giờ không được. Mình phải có một cái giờ cái khung cố giờ định nhất đúng định. Rồi, thí dụ như tầm 10 rưỡi 11 giờ là phải lên giường đi ngủ. Mà khi lên giường đi ngủ rồi tất cả các phương tiện điện tử mình phải tắt và phòng ốc nó phải đúng là tiêu chuẩn để mình ngủ. Đấy, không phải mình ngủ một phát đến tận 9-10 giờ sáng, hôm ngày mai được nghỉ làm 9-10 giờ sáng không được, mình phải có một cái giờ chuẩn. Thì như thế thì nó mới đạt yêu cầu được. Tôi thấy có một cái xu hướng hiện nay là rất là nhiều người họ hay sử dụng những cái thực phẩm mà chức năng để bổ sung melatonin đó, để cái hàm lượng từ khoảng 500 hay là 1000 mg mỗi đêm để có thể là giúp cho họ dễ ngủ hơn. Thì không biết là cái việc này nó có tốt cho cái giấc ngủ của mình hay không, hay là nếu mà sử dụng một khoảng một thời gian dài nó sẽ bị lờn và chúng ta khó đi vào giấc ngủ hơn. Thì thực ra như chúng ta biết là khi mà bóng tối xuất hiện này thì cái hormone melatonin nó sẽ sản xuất ra và nó làm cho mình ngủ, bắt đầu vào giấc ngủ. Đấy là các bạn đang cố thử để mình tự mình làm có cải thiện hay không. Thế nhưng mà thông thường nếu mà các bạn mà là như bạn Mai Phương nhá, mất ngủ do bạn liên quan đến cái thói quen, liên quan đến những cái căng thẳng đời thường, thì các bạn tự điều chỉnh những cái đấy thì giấc ngủ của bạn sẽ quay trở lại. Thí dụ như là bạn điều chỉnh lại công việc, làm sao mình về sớm hơn, 11 giờ mình lại bắt đầu là mình lên giờ đi ngủ rồi, và mình ngủ đến khoảng 6 giờ mình dậy mình tập thể dục. À, một điều rất là quan trọng đấy là tập thể dục, các bạn không bao giờ quên nhé. Đấy, bạn tập thể dục xong sau đấy là một đêm bạn chỉ cần ngủ khoảng 6-7 tiếng là được rồi. Thì bạn điều chỉnh như thế là có thể là tốt rồi. Còn cái thực phẩm chức năng thì như bản thân tôi không khuyến cáo. Không khuyến cáo cái trường hợp sử dụng thực phẩm chức năng để điều trị những vấn đề về giấc ngủ. Nhất là những cái bạn mà bạn trẻ chưa bao giờ sử dụng thuốc. Cái melatonin người thường dùng trong trường hợp những cái bạn làm việc lệch múi giờ. Thí dụ mình đi nước ngoài hoặc gì đấy, mình có thể sử dụng một chút thôi, chứ không phải sử dụng nó để điều trị một cách thường xuyên kéo dài những tình trạng rối loạn giấc ngủ. Và thực sự là nếu bạn có điều trị riêng nữa nó cũng sẽ không có hiệu quả. Vâng ạ, trong khi đó thì đối với những cái loại thực phẩm mà nhiều người cho rằng là nó sẽ bổ não hoặc là có chiết xuất từ thiên nhiên á, thì nó có giúp ích gì cho cái việc là chúng ta ngủ được tốt hơn hoặc là khắc phục cái tình trạng mất ngủ của mình hay không bác sĩ? Thì thực ra đây là những quan niệm dân gian, thấy là khi đau đầu mất ngủ một tí là mua thuốc bổ não, bổ não, thuốc bổ não hoặc là thực phẩm chức năng có tác dụng bổ não, nhưng mà đấy là những cái quan điểm không hoàn toàn là đúng. Những cái đấy nó chỉ có vai trò hỗ trợ, nó không có vai trò tức là then chốt để chữa bệnh. Thí dụ như là mình đi kiểm tra cái thiếu máu lên não, mình dùng một chút thuốc tăng cường máu lên não là được, nhưng nó không phải là dùng nó để chữa cái bệnh mất ngủ của mình. Như Mai Phương chia sẻ là nếu như mà mẹ của bạn bị mất ngủ là bạn sẽ khuyên mẹ của bạn đi chữa bệnh ngay hoặc là thăm khám ngay. Còn bản thân mình như là mình còn trẻ, mình hay là chủ quan, có thể là mình tự khắc phục được cái tình trạng mất ngủ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với những cái tình trạng mất ngủ kéo dài thì đến một cái giai đoạn nào đó với những cái biểu hiện nào đó thì chúng ta bắt buộc phải đi khám. Nếu mất ngủ nó là một là triệu chứng của những cái bệnh khác, thí dụ mất ngủ là triệu chứng của bệnh lo âu, mất ngủ là triệu chứng của trầm cảm, thì không cần phải 1 tháng 2 tháng đâu, có thể là mất ngủ 1 tuần 2 tuần các triệu chứng nó đã quá là rõ rồi, quá báo động nữa, đúng rồi à? Thì có những trường hợp, rất nhiều trường hợp bệnh nhân mất ngủ khoảng 1 tuần thôi, bệnh nhân không thể chịu đựng và có thể bệnh nhân có thể nguy hiểm là tự sát có chứ. Đấy, hoặc căng thẳng quá, bồn chồn quá, khó chịu quá, cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau họ phát phiền, họ rất khó chịu. Thì cái đấy chắc chắn phải đi viện chứ không để đợi đến 1 tháng 2 tháng đâu. Còn thường cái mất ngủ mà gọi là bệnh mất ngủ ấy thì thường người ta thường vài năm. Đấy, người ta mới đến khám với bác sĩ chuyên khoa. Không biết là bây giờ tình trạng của cô Mai Phương như thế nào? Đã bớt mất ngủ hơn chưa? Em lại vẫn bị cái tình trạng ngủ bù. Bác sĩ nói thì em mới có thể là hóa ra là từ trước đến giờ là mình hay ngủ bù là không hợp lý một tí nào đó. Thì hôm nay cả bác sĩ thì cũng về rút kinh nghiệm là không ngủ bù. Thật sự là em bị thói quen ngủ bù rất là lớn luôn. Thế ví dụ như buổi chiều mà được nghỉ là trưa em về em ngủ mấy tiếng đồng hồ luôn để bù cho tối hôm trước. Vậy là cũng đấy, tốt rồi đó. Tại vì nhiều người là người ta tôi được biết là họ không ngủ bù được đâu. Có nghĩa là nếu đã mất ngủ là không thể nào ngủ bù vào ngày hôm sau được và ngủ rất là nhức đầu. Vậy thì không biết là chị đã có cái chế độ ăn uống sinh hoạt luyện tập như thế nào để cải thiện dần cái giấc ngủ của mình, để cái giấc ngủ của mình nó có chất lượng nó tốt hơn trong cái thời điểm hiện nay chưa? Em bị ngủ bù nhưng mà buổi tối thì em vẫn bị ngủ muộn đấy. Nhưng mà em cũng có tập tành đó, cũng có tập gym. Hôm nào mà mình đi tập là hôm đấy mình về mình thấy là mình dễ ngủ hơn. Còn không thì vẫn bị cái tình trạng là ví dụ như ban ngày mà ngủ thì rất là nhanh, có thể là ngủ ở trong trường quay mà mọi người ồn ào như nào mình vẫn ngủ được. Nhưng tối mà thinh lặng thì lại không ngủ được. Đó, thế em nghĩ nhiều bạn trẻ cũng bị như thế. Đó, thì bây giờ em phải bằng cách là em tập luyện thôi. Thì khi mà em tập luyện hoặc là ăn uống bằng những cái thực phẩm dễ tiêu, em thấy là cái giấc ngủ của em nó sâu hơn. Vậy thì chắc là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người quan tâm hiện nay mà cần bác sĩ tư vấn là làm thế nào có chúng ta có một cái chế độ sinh hoạt hợp lý như thế nào, tập luyện như thế nào và để giúp cho giấc ngủ của chúng ta được tốt hơn. Có 3 cái, một là chế độ ăn, ăn uống, hai là chế độ ngủ nghỉ và thứ ba là tránh áp lực căng thẳng stress.
Thì thứ nhất là ăn uống như bạn Mai Phương cũng chia sẻ, buổi tối thì nên là ăn đồ ăn dễ tiêu, hạn chế uống nhiều nước buổi tối. Và thứ hai là cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ phải đi cố gắng vào những cái thời điểm nhất định. Đấy, người ta gọi là trong chuyên ngành của chúng tôi nó gọi là vệ sinh giấc ngủ. Đấy, đi ngủ thì phòng thì phải thoáng, ánh sáng thì phải phù hợp và tắt tất cả các phương tiện điện thoại hoặc Điện là tử, thiết bị iPad. điện tử Nhiều khi các bạn bảo ui mình xem một bộ phim xong tí rồi đi ngủ, nhưng mà các bạn chắc chắn nhé, các bạn xem một bộ phim xong là bạn xem đến 3 4 giờ sáng, các bạn vẫn chưa buồn ngủ đâu. Nhưng hoặc các bạn lướt Facebook thì chắc chắn những cái đấy nó sẽ làm cho tình trạng mất ngủ của bạn càng nhiều lên. Và thứ ba nữa là giảm thiểu những căng thẳng stress trong cuộc sống. Thì ba những cái đấy thì là nó góp phần làm cho cái giấc ngủ của mình tốt hơn. Còn những người lớn tuổi như vậy, bạn Mai Phương có nói ấy, có thể cần liên quan thêm đến cái bệnh lý cơ thể. Một người già trung bình người ta có thể có từ 2 cho đến 3 bệnh cơ thể. Thì lý chính nền chính vì sao nên là khi người già có vấn đề mất ngủ ngay là các bạn phải cho đi khám ngay. Người trẻ mình khỏe mạnh bình thường không có vấn đề gì thì không phải đi khám. Hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì đã giúp cho chúng ta có thêm được nhiều những cái kiến thức rồi. Vâng, thưa quý vị, trong mỗi chương trình thì bên cạnh cái phần tư vấn trực tiếp của bác sĩ cũng như là sự chia sẻ của vị khách mời thì chúng tôi cũng mang đến đây những cái câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi về chương trình thông qua địa chỉ là khỏe để sống vui amoc@gmail.com hoặc là địa chỉ fanpage của chương trình để được bác sĩ của chúng tôi lựa chọn và tư vấn trực tiếp. Khán giả có địa chỉ email phạmquocuong12a@gmail.com gửi câu hỏi như sau. Tôi rất hay bị thức giấc giữa đêm và sau đó rất khó ngủ lại, có khi thức đến sáng luôn. Vậy có phải tôi đã bị bệnh mất ngủ hay không? Tôi cần phải khắc phục như thế nào, thưa bác sĩ? Mình phải xem là cái triệu chứng này của bạn kéo dài trong vòng thời gian bao lâu. Nếu mà cái triệu chứng này của bạn xuất hiện trong vòng khoảng 3 tháng mà nó liên tục trong vòng ít nhất là 3 lần trong vòng một tuần thì đây chắc chắn bạn là dấu hiệu của bệnh mất ngủ. Còn nếu mà thí dụ bạn mới xuất hiện trong vòng thời gian ngắn mà ngoài cái triệu chứng mất ngủ này ra bạn còn kèm theo những cái triệu chứng khác, thí dụ như là bạn thấy buồn này, thấy chán này, thấy tự ti này, thấy ăn kém này, sút cân này, lo lắng này, bồn chồn, thì lúc bây giờ có thể là bạn sẽ mắc cái chứng bệnh liên quan đến lo âu trầm cảm. Khán giả có địa chỉ Facebook Trần Thị Hòa hỏi, những đối tượng nào thì dễ gặp phải mất ngủ, thưa bác sĩ? Thì như chúng ta thấy là những cái người làm trong cái môi trường căng thẳng stress là những người dễ mắc cái vấn đề liên quan đến giấc ngủ. Thứ hai là những cái nhóm người nó gọi là trung niên, xung quanh 50 tuổi là những người hay có vấn đề về giấc ngủ hoặc là những người có những bệnh lý cơ thể hay là mình hay gọi là bệnh lý nền. Thì những người đấy hay có vấn đề về giấc ngủ nhiều hơn. Khán giả có địa chỉ Facebook Hưng Nguyễn hỏi, em 25 tuổi, bị mất ngủ thường xuyên. Dạo gần đây em sử dụng thuốc ngủ thảo dược để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Xin bác sĩ cho biết điều này có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe không ạ? Cảm ơn bác sĩ. Thực ra bạn mới có 25 tuổi mà bạn mất ngủ thường xuyên thì không biết cái từ thường xuyên này là thường xuyên trong vòng một tuần hay thường xuyên trong vòng mấy năm nay rồi. Thì nếu mà dù nó là thường xuyên một tuần hay là nhiều năm nay rồi thì tôi cũng khuyên bạn là nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa về sức khỏe tâm thần để người ta có thể tư vấn và khám và điều trị cho bạn một cách đúng nhất. Chứ nếu bạn cứ dùng thực phẩm chức năng thì cũng không biết được là liệu nó có thực sự tốt với bạn không. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ đối với các câu hỏi đã gửi về chương trình. Hy vọng là qua 30 phút phát sóng của chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta đã có thêm được những cái kiến thức bổ ích trong việc là chúng ta chăm sóc cái sức khỏe và giấc ngủ cho mình. Và nếu như quý vị và các bạn gặp phải cái tình trạng mất ngủ kéo dài thì tốt nhất là chúng ta nên đến những cái cơ sở y tế uy tín để có thể thăm khám và từ đó điều trị. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của bác sĩ Đoàn Thị Huệ và MC Ngô Mai Phương đã đến đây và chia sẻ với chúng tôi rất nhiều những câu chuyện và những cái kiến thức hay của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.